Xin chào tất cả các bác, các bạn, các anh chị em đam mê câu cá. Hôm nay em lên sóng cho các bác một số mẫu máy câu lure đấy, của Daiwa chính hãng các bác nhé. Size từ 2.000 cho đến 3.500. Bác nào có nhu cầu liên hệ với em nhé. Số điện thoại em để dưới video, địa chỉ em để dưới video nhé. Các xe máy này phù hợp cho anh em câu lure suối, lure vược, lure lóc, lure chém, lure biển, tùy anh em thích chơi địa hình nào thì chơi. Đấy. Thì em có các mẫu từ 2.000 cho đến 3.500, giá định bình dân thôi, từ hơn 200.000 cho đến hơn 700.000, hơn 700.000, 800.000. Nói chung là vừa tiền. Đầu tiên thì em có hai mẫu máy 2.000 này, dành cho anh em câu lùa này, nuôi suối này, lùa lóc đều được. Anh em thích mẫu nhỏ nhỏ 2.000 đánh được hết, đánh suối, đánh chày, đánh chẽm, đánh vược, nói chung cứ tầm mộ 2-3 ký đổ lại thoải mái đi. Trời tốt, 2-3 ký đấy là anh em lua bình thường nhá. Còn bình thường nên anh em nhìn tải có 5 cân cơ mà, nên anh em đánh thoải mái đi nhá. Đầu tiên là em Chicafork, giá là 320.000, 2.000 B, Garito 5.3.1, trọng lượng là 250 gram, tốc độ dây là 70 cm, một bạc đạn, tải mắc là xấp xỉ gần 5 cân, đây tổng số vào dây này, 0.25 vào 125 m này, 0.28 vào 100 m này, 0.30 vào 85 m nhá. Giá là 320.000 nhé, vỏ hộp màu xanh này. Còn đây là con máy này, con máy thì pha giữa màu đen và màu trắng, màu trắng bạc, màu trắng kim loại và màu bạc, màu bạc nhũ. Con này thì sản xuất tại nhà máy Daiwa là tại Việt Nam nhé, sản xuất tại Việt Nam, phân phối nhập khẩu chính hãng luôn. Con này thì vẫn còn tích hợp khóa 2 chiều. Đấy, vẫn tích hợp khóa 2 chiều anh em nhé. Giá là 320.000 nhé. Sang mẫu thứ hai này, anh em nhớ là những size cỡ này anh em có thể đánh kèm cả đánh suối được, đánh cá nhỏ được. Nói chung là cứ từ 5 ký đổ lại, anh em thích đánh thế nào thì đánh nhá. Tùy môi trường, sông suối, ao hồ, đấy, tùy. Các bác thích đánh kiểu gì đánh mà. Dòng lua này nó máy nó nhỏ nhưng mà nó khỏe lắm, chứ nó không yếu đâu. Anh em cứ tưởng là máy 1-2.000 chỉ dành cho lua suối, nhưng không phải đâu. Lua vực, lua chẽm, lua lóc bình thường. Mẫu thứ hai là mẫu Crossfire NT2000, giá 700, cũng của Daiwa luôn. Đây, Crossfire NT2000 giá 700 nhá. Em này có tỷ lệ chủ động 5.2.1, trọng lượng là 225 gram, rất nhẹ luôn. Mắc là 5 cân. Đấy, mắc là 5 cân này. Tốc độ dây là 68 cm, một bạc đạn. Đấy, dù vào dù 0.6 vào 200 m này. Dù 1 vào được 140 m này, dù 0.8 vào 190 m này, cước này. Cước 0.16 vào 150 m này, cước 0.18 vào 120 m và cước 0.20 vào 100 m. Con này thì áp dụng rất nhiều công nghệ, twin booster này, Noncat ABS này, Infinator này, Digital này. Nói chung là dòng này kết hợp rất nhiều công nghệ mà form lại thu rất nhỏ. Đây, máy 2.000 nhưng mà form nó thu lại như máy 1.000 ấy. Form nó thu lại anh em nhé, còn công suất của nó là máy 2.000, form thu lại rất nhỏ luôn. Anh em nào thích nhỏ gọn này, đấy, đi đánh các địa hình gọn gàng, mắc của nó là 5 cân cơ mà. Hai con này mắc đều 5 cân cả, không yếu đâu anh em nhé. Anh em cứ nghĩ nhỏ nhỏ là không tải được, nua lóc, nua vược, nua chẽm chơi được tất. Nóc, vược, chẽm, măng, nheo, chuối, sộp, chày, nói chung là các dòng cá ăn thịt anh em chơi được tất. Cứ lùa được là chơi được. Con này kết hợp giữa màu trắng kim loại, màu bạc nhũ và màu đen.
một đường viền ở trong màu đỏ trong cái lô này nó người ta dán thôi. Đấy. Giá là 700 ngàn nhé. À, tiếp tục với các mẫu máy size lớn hơn một chút thì em có mẫu mẫu đầu tiên là mẫu Sweetfire RA2550 giá là 320 ngàn. Đấy, 320 ngàn nhé. Thông số đây 0,25 vào 0,25 à, con này chỉ ghi lực tải thôi này, lực tải mắc con này cũng 5 cân này 5 kg và được các cước 0,25, 0,28, 0,30 thì nó tự động là 5.1/1, trọng lượng là 300 g, tốc độ duy là 75 cm, áp dụng công nghệ ABS này, twin booster này, một bạc đạn. Mẫu này thì là mẫu đuôi chuột anh em nhé, mẫu đuôi chuột vẫn có khóa hai chiều này, mẫu đuôi chuột này, đấy, mẫu đuôi chuột hàng Daiwa chính hãng nhé. Con này thì là sản xuất tại Manchina, đấy, sản xuất tại nhà máy Daiwa ở Trung Quốc, đây tem phân phối nhập khẩu ở đây. Con này thì kết hợp giữa màu màu xám bạc, màu xám bạc kết hợp với lại màu đây là màu bạc, màu bạc nhưng màu này đậm hơn, màu bạc nhũ kim kết hợp với mẹ màu màu vàng đồng, màu vàng đồng này. Màu vàng đồng. Con này con đuôi chuột nhá, điều chỉnh bên dưới này. Đấy, điều chỉnh bên dưới này. Anh em nào thích dòng đuôi chuột thì liên hệ này. Có 320 ngàn thôi. Hàng bên đang trường phí sinh là hàng chính hãng nhá, tay quay toàn bộ kim loại hết nhá. Hai mẫu máy đầu tiên vậy nhá. Cối kim loại, tay quay kim loại nha, không có chuyện là cối nhựa mới tay quay nhựa đâu nha. Đấy, hàng chính hãng, bạn nào có nhu cầu liên hệ nhá. Giá là 320 ngàn, anh em dùng để lua, chủ yếu dòng những dòng này để lua mà, để câu lua hoặc câu trợ máy nha anh em nhé. Đây quên mất, ngoài tác dụng câu lua ra anh em có thể câu trợ máy được. Đấy, câu trợ máy, câu đơn ấy, câu đơn, câu thẻo đôi ấy, thẻo đôi, câu lưỡi đơn, câu ISO, anh em đều chơi được những dòng này. Sang mẫu máy thứ hai này, mẫu thứ hai là mẫu Crossfire LT 2500, giá là 750 ngàn. Này giá 750 ngàn, cũng hộp màu vàng nhé. Em này tiền chấn động giống như em 2000, đấy, nhưng mà lực thì tải lớn hơn. Con này mắc tận 10 cân cơ. Đấy. Tiếng chuyển động 5.3.1, trọng lượng là 255 g. Đấy. Tốc độ dây là 75 cm, một bạc đạn. Dù 0,8 vào 200 m này. Cước 0,20 vào 150 m, dù 1 vào được 190 m, 0,6 vào 290 m. Cước 0,16 vào 230 m, 0,23 vào 100 m. Đấy, con này thì áp dụng các công nghệ giống hệt như con LT, con Crossfire LT 2000, nhưng mà lực tải mắc con này lớn hơn. Giá chênh có 50 ngàn thôi, 750 ngàn nhé. Màu thì cũng giống như con Crossfire LT 2000, không khác gì cả. Đây. Form máy cũng thu nhỏ luôn, form rất nhỏ luôn, cảm giác như form 2000 hay 500 nó chênh nhau không đáng kể, chênh nhau không đáng kể. Anh em nào có nhu cầu liên hệ nhá. Đấy, bạn nào thích dòng nhẹ nhàng để lua đây. Các bác, em đã nhắc rồi, các bác cứ câu lua này. Lua lóc, lua vược, lua chẽm, lua sộp, đấy, lua chày. Nói chung là các dòng cá ăn thịt, lua măng, vân vân. Thì anh em liên hệ. Hai là các bác nào yêu cầu thích bộ môn câu ISO, câu trợ máy. Thì những cái máy nhỏ này là khá ok. Đấy. Kèm theo cần nó nhẹ nhàng. Tiếp đến em có mẫu 2500 tiếp theo, giá mềm hơn. Mẫu này là mẫu Daiwa MGS 2500, giá 500 ngàn em nhé. Daiwa MGS 500, 2500, giá 500 ngàn. Hộp màu vàng nhé. Con này máy này thì có màu chủ đạo là màu đen, màu trắng kim loại, kết hợp với các viền màu đỏ.
quên là chưa giới thiệu thông số cho anh em. Thông số của MGS là 2500, tín hiệu chuyển động là 5.3.1, trọng lượng là 285 g, tải mắc là 5 kg, tải mắc kia là 4 nhưng thực tế ra nó được 5 kg ấy. Tốc độ thu dây là 80 cm, hai bậc đạn, áp dụng các công nghệ digital twin booster, WinClick này, ABS cái gì đây, LiveWin này. Giá 500.000 nhé. Đây. Máy nuôi nên đa phần rất nhỏ gọn. Anh em nhìn nó con này có giống mẫu gì không? Giống mẫu nhìn thoáng qua thì sẽ giống với lại giống mẫu Stradic màu đen đỏ như này. Đấy. Nhìn thoáng qua thôi, không nhìn này nhìn thoáng qua thì cảm giác như là mẫu Stradic ấy. Nó giống như một phiên bản thu nhỏ lại của và thu nhỏ lại và giá bình dân của mẫu Stradic. Mà Stradic thì là mẫu cao cấp rồi, có biết rồi. Nếu mà máy 3.000, 2.000, 2.500, 3.000 của nó là hơn 3 củ, gần 4 củ cơ. Tiếp theo em có mẫu Daiwa Crossfire LT3000C. Giá là 800.000 nhé, giá 800.000. Thông số kỹ thuật đây, con này tải mắc cũng 10 cân, tín hiệu chuyển động là 5.3.1, trọng lượng là 260 g, tốc độ thu dây là 80 cm, một bậc đạn. Đây, thông số vào dây và cước anh em tự nhìn nhá, em không đọc nữa. Về các công nghệ thì giống như trên mẫu Crossfire 2500 và 2000. Giá là 800.000 nhé. Màu máy thì giống như con Crossfire 2000 và 2500. Đây. Nói chung là nhìn khá là ok, khá là bắt mắt. Đây. Và cuối cùng em có mẫu bình dân hơn, mẫu Switchfire 3502B, giá 530.000. Đây, con này cũng áp dụng các công nghệ digital twin booster ABS, NavWin, WinClick. Tỷ lệ chuyển động là 5.3.1, trọng lượng là 370 g, tải mắc là 6 kg, nhưng thực tế là nó vừa được xấp xỉ gần 7 kg đấy. Tải mắc gần 7 kg, tốc độ thu dây 92 cm, hai bậc đạn. Đây là thông số vào dây cước và dù nha. Về máy thì là chủ đạo giữa màu đen với lại màu vàng. Đấy, màu đen màu vàng. Con này thì cũng sản xuất tại Việt Nam nhé, màu đen màu vàng. Con này thì ngoài câu lua ra thì anh em vẫn có thể câu lục được. Vì con này thực ra nó size nó cũng ngang ngang với lại con 4.000 của Simolo đấy. 3.500 nhưng thực ra nó bằng 4.000 của Simolo đấy. Anh em con này vẫn câu lua được, mà câu lục cũng được, mà câu lăng xê cũng được. Đấy. Lua lục lăng xê đều chơi được tất. Size 4.000 nhé, size thực nhé. Bạn nào có nhu cầu liên hệ nhé. Số điện thoại em để dưới video. Đấy, địa chỉ em để dưới video nhé. Thì ở đây các mẫu máy có giá từ bình dân từ 360.000 cho đến mức nó cũng vừa tiền thôi, 850.000. Bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ. Đầu tiên là chúng ta đến với mẫu đầu tiên là mẫu Daiwa Switchfire 4000B, vỏ hộp màu xanh nhé. Tín hiệu chuyển động là 5.3.1, trọng lượng là 370 g, một vòng thu dây là 94 cm, tốc độ thu dây 94 cm nhé, một bạc đạn. Tải mắc của nó xem nào, tải mắc là gần 7 cân, 6,5 cân, khoảng xấp xỉ 7 cân đấy. Thì 0,30 vào được 270 m, đường kính cước nhá, 0,32 vào 240 m và 0,35 vào 190 m. Thì máy kết hợp giữa màu đen đen bóng và màu trắng kim loại, màu trắng kim loại đây anh em này. Nói chung về máy thì khá là khỏe trong phân khúc này. Dòng Daiwa thì nó không chạy, nó không êm như thằng Shimano, nhưng mà khi tải cá mới chúng ta thấy nó khỏe hơn thằng Shimano.
Đấy. Con này vẫn để lại chế độ khóa hai chiều. Đấy. Chưa tôi giảm hóa đây vẫn có này anh em này. Đây, đây là quay một chiều này, quay hai chiều này. Cái khóa thực ra thì anh em cũng không dùng đến mấy đâu. Vì cái khóa hai chiều này là dùng cho dòng máy mô bên tĩnh cố chết. Đấy. Về dòng này thì tay quay bằng kim loại nhé, tay quay bằng kim loại này, khối kim loại này. Còn thân máy này thì làm bằng carbon anh em nhé. Các dòng máy đời mới giờ không có con máy nào làm thân bằng kim loại cả, toàn thân bằng kim loại cả. Chỉ có dòng đời cổ ấy, hàng bãi đời cổ thì mới có kiểu thân làm bằng kim loại thôi. Còn thân làm kim loại nó, anh em nó rất là nặng. Đấy. Bây giờ công công nghệ vật liệu mới thì những cái vỏ này nó làm toàn bộ là carbon hết này, cả chân này nó làm bằng carbon hết này. Đấy, để giảm độ nặng của máy. Đây bên trong cối đây. Đây. Cốt máy đây. Cốt máy cũng khá là to. Đấy, cũng khá là to. Nên lực tải của nó là khá chuẩn. Giá là 360 ngàn nhé. Những dòng này phù hợp cho anh em này. Câu lăng xê này, câu lục này, câu lục đánh dù hoặc là đánh gần này, hoặc kể đánh cước cũng được, đánh không không quá xa, đánh vừa vừa thôi. Thì máy nó nhỏ thì quay vào nó hơi lâu. Đấy thì anh em đánh mức vừa vừa. Nói chung anh em thích nhẹ nhàng đánh dòng này được. Hoặc là câu biển đều chơi được hết. Còn nếu dòng này mà đem đi câu lua thì khả năng là các bác đánh với cần lua nó phải cần 27. Đấy, cần 2 mét 4, 2 mét 7, 3 mét thì nó phù hợp. Chứ thông thường thì anh em đánh cần mét 8, mét 6, mét 8, 2 mét 1 thì máy chỉ tầm độ 3.000 đổ lại thì đẹp. Còn nếu anh em dùng câu lua dòng này thì đánh với cần 24, 27, 3 mét thì lua thoải mái. Đấy, xong máy thứ nhất nhé. Sang máy thứ hai này. Máy thứ hai em có dòng Switchfire 4002B. Tiêu chế động là 5.3.1, trọng lượng là 410 gram, tốc độ thu dây là 94 cm, con này tải mắc cũng tầm 7 kg, tầm 7 kg, 0,30 vào 270 m, 0,32 vào 240 m và 0,35 vào 190 m. À quên là các bác là những dòng này đều sản xuất tại Việt Nam nhé, đều sản xuất tại Việt Nam này, Margin Việt Nam này, Margin Việt Nam này. Con thứ hai thì là dòng Switchfire 4002B là sự kết hợp giữa màu vàng và màu trắng này, màu vàng và màu trắng bạc này. Cũng sản xuất tại Made in Việt Nam này. Đấy. Đấy. Thực sự là nhìn màu vàng nó rất là nổi nữa anh em thật. Cứ cầm một con máy là cứ màu vàng là cảm giác nó nổi máy lắm. Đấy. Màu vàng con này này kết hợp với màu trắng nữa nên là tông màu nó rất là nổi của cái dòng này. Đây. Đấy. Cốt con này cũng khá to. Đấy. Cốt hình như nó cũng cũng ngang với con 4000B kìa. Về dòng này có giá là 450 ngàn nhé, 450 ngàn. Đấy. Con này thì có hai bạc đạn anh em, hai bạc đạn đây này, hai ba bê đinh này, hai bạc đạn, giá là 450 ngàn này. Đấy. So với dòng 4000B thì nó có được thêm một bạc đạn nữa. Đấy, nên máy nó mượt mà hơn, nó êm ái hơn. Đấy, xong con máy thứ hai nhé. Sang con máy thứ ba này. Sang con máy thứ ba là dòng
Đây qua MGS 4000. Đây MGS 4000. Giá là 600 anh em nhé, giá 600 này. Con này tốc độ tỷ lệ chuyển động là 5.3.1, trọng lượng là 415 g. Đây tải mắc cũng giống như mấy con kia, mắc tầm 7 cân thôi. Tốc độ thu dây là 95 cm. Con này thì hai bậc đạn, con này áp dụng nhiều công nghệ hơn như twin booster ABS này. Vâng. Hộp thì màu vàng em nhé, hộp màu vàng, giá 600.000. Máy thì là sự kết hợp giữa màu tông màu đen cộng với màu màu trắng kim loại cộng với lại các viền màu đỏ anh em nhìn này. Các bác nhớ là các dòng này đều là tay quay kim loại, cối kim loại nhé. Và đều sản xuất tại nhà máy Daiwa đặt ở Việt Nam. Đây. Con này thì em cũng không tháo cốt cho anh em nữa. Đây, mẫu máy như này. Sang mẫu tiếp theo. Mẫu thứ tư. Mẫu thứ tư em có này. Mẫu thứ tư là mẫu Crossfire 4000. Giá 830k nhé. 830.000. Hộp màu đỏ nhé. Dòng này thì tỷ lệ chuyển động là 5.3.1, trọng lượng là 390 g. Tải mắc cũng 7 kg, tầm xấp xỉ 7 kg thôi. Đây. Vào dây là 0.30 vào 270m, 0.32 vào 240m và 0.35 vào 190m. Tốc độ thu dây 95 cm này. Ba bậc đạn này, cũng đều áp dụng các công nghệ twin booster ABS này. Đấy, Nidito này. Vân vân. Giá là 830.000 nhé. Thì con này kết hợp giữa màu màu xám, xám ánh kim kết hợp với màu màu xám bóng cộng với màu vàng anh em này. Đây là sự kết hợp của con máy này. Tất cả thân cối máy tay quay là đều bằng kim loại, tốc độ thì mượt mà êm ái và đều sản xuất tại Việt Nam nhá. Đây, margin Việt Nam này, giá là 830.000 nhá. Máy nói chung là khá là ok, form nó vừa phải với lại anh em yêu thích. Nói chung các bác những dòng 4000 này anh em có thể câu lục này. Đấy, câu biển này. Hoặc là câu năng C, câu lua với các dòng cần 24, 27, 3m. Đấy. Được chưa? Đấy. Hoặc là ben chùm nho, anh em thích mẫu nào thì lấy mẫu đó. Và cuối cùng em có mẫu cuối cùng đây. Mẫu này mẫu Crossfire LT 4000C. Đấy, giá là 850.000. Hộp màu màu cam nhé, hộp màu màu cam này. Hộp màu vàng cam. Đấy. Crossfire LT 4000C. Con này thì cũng sản xuất tại Made in Việt Nam. Đấy, sản xuất tại nhà máy Daiwa đặt Việt Nam nhé. Màu chủ đạo con này là màu trắng bạc, cái độ màu trắng kim loại pha với lại màu màu đen và một viền màu đỏ này anh em ạ. Đấy. Về con này thì đây là chúng ta thấy là về con này này, con Crossfire LT 4000C này. Thì tỷ lệ chuyển động là 5.2.1, trọng lượng là 290 g, rất là nhẹ. Tải mắc là tận 12 cân cơ. Đấy, này tải mắc 12 cân này. Tốc độ thu dây là 82 cm, một bạc đạn. Đấy. Dòng này thì dụ cước 0.28 vào 150m này. Đấy, 0.25 vào 190m, 0.35 vào 130m, còn dù 1.5 vào được 200m này. Dù 1.2 vào 310m này, dù 2 thì vào được 170m. Đấy. Nói chung là các bác đánh dù thoải mái. Con này thì áp dụng cái công nghệ twin booster này, Noncat ABS này, Infinator này, Digital này. Con này áp dụng khá nhiều công nghệ này. Đấy. Nói chung là mỗi một dòng nó cao một chút thì nó được áp dụng những công nghệ tiên tiến hơn.
Đấy. Mà con này đặc biệt là trọng lượng máy nhẹ, rất là nhẹ luôn. Con này thì anh em kể đánh nua cũng được, đánh nua anh em dùng máy 4.000 này thoải mái vì trọng lượng nó rất là nhẹ. Đấy. Đánh nua câu lục, câu lăng xê, câu biển, câu bè, câu chùm nho, nói chung anh em chơi được tất với cái mẫu máy 4.000 như này. Thì duy nhất trong trong 5 con này thì con cuối cùng này là form nó cảm giác nó nhỏ hơn mấy con một tí, form nó nhỏ, cảm giác nó nhỏ hơn thôi, chứ thực tế ra thì size nó như nhau. Đấy, form nó thu lại một tí, hai trọng lượng nó nhẹ hơn, nhẹ hơn hẳn. Đấy, bác nào có nhu cầu liên hệ với em nhá. Số điện thoại em để dưới video, địa chỉ em để dưới video nhé. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em. Đấy, với các mẫu máy chính hãng của Daiwa size 4.000 thực. Đấy. Nói chung là các mẫu máy của Daiwa size 4.000 này thì có con thì là nó thu nhỏ lại giống như 4.000 của Shimano, nhưng có những con thì form nó cảm giác nó nhỉnh nhỉnh lên, nó giống như 4.500 của Shimano ấy. Đấy, nó tương đương với 4.500 Shimano. Đấy, bác nào có nhu cầu liên hệ với em nhá, số điện thoại em để dưới video này, địa chỉ em để dưới video nhá. Cảm ơn các bác theo dõi video của em nhá. Đây là hàng của bạn Bế Thanh Hoàng ở thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Đây là hàng của bạn Duy Công ở Hải Phòng. Đây là hàng của bạn Nguyễn Gia Lê Anh, Lâm Đồng. Tiếp theo là của bạn Phạm Thế Dương ở Hưng Yên. Còn đây là của bạn Đoàn Hữu Quân ở Quảng Ninh. Tiếp theo là của ông Bình ở Sóc Sơn, Hà Nội. Còn đây là hàng của Tuyên Hoàng ở Lạng Sơn. Còn đây là hàng của Đỗ Văn Khánh ở Thuận Châu, Lai Sơn La. Đây là hàng của bạn Minh Đức ở tỉnh Tuyên Quang. Đây vẫn là hàng của bạn Minh Đức ở Tuyên Quang. Tiếp theo là hàng của bạn Đỗ Minh Tuấn ở Hiệp Hòa, Bắc Giang. Còn đây là hàng của bạn Nguyễn Quốc Tuấn ở Trấn Yên, Yên Bái. Đây là hàng của bạn Nguyễn Sĩ Hùng ở Nam Đàn, Nghệ An, Bro Cutter. Đây là hàng của Phan Đình Dần ở Gio Linh, Quảng Trị. Đây vẫn là hàng của Phan Đình Dần ở Gio Linh, Quảng Trị. Một cần và một máy. Còn đây là hàng của bạn Nguyễn Thế ở thành phố Tuyên Quang.